Hello, hello, Mai Vũ xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Bữa hôm nay mình muốn tâm sự một chút xíu về nghề nail, tại vì mình là làm ở trong nghề nail cũng lâu rồi. Nói ra lâu thì cũng không lâu, nhưng mà chắc khoảng chừng 19, 20 năm rồi. Thì có nhiều những cái câu chuyện mà vui buồn lẫn lộn liên quan tới nghề nail, liên quan tới khách hàng, thợ làm chung với nhau. Nhưng mà hôm nay thì Mai Vũ, cái mục đích của cái video này á, không có phải là lên đây để mà than phiền gì về nghề nail cả. Tại vì Mai Vũ làm ở trong nghề, Mai Vũ cũng rất là yêu cái nghề này và mình rất là thích, tại vì nó tạo cho mình một cái cơ hội để mà mình kiếm tiền, để mà mình nuôi sống bản thân với lại gia đình và con cái. Nên mình không bao giờ hối hận khi mà mình đã đi vô cái nghề này, mình rất là thích nó. Cái nghề này thì nó rất là thoải mái, mọi người. Làm thợ hay là làm chủ thì nó cũng có một cái thoải mái hơn là đi làm hãng xưởng của Mỹ, hoặc là mình đi làm cho Mỹ thì nó cũng đôi khi nó cũng có những cái áp lực từ thợ hoặc là từ chủ. Nếu như mình lại đi làm thợ, còn mình làm chủ thì đôi khi nó cũng có những cái áp lực từ thợ hoặc là từ khách hàng, nhưng mà nó không tới cái nỗi cái áp lực đó mình có thể chịu đựng được, chứ không tới nỗi là quá đáng. Tại vì làm cái gì cũng vậy, hoặc là bất kỳ một cái công việc gì, hoặc là tiếp xúc với người này người kia, thì đôi khi mình cũng có những cái áp lực mà không có thể nào mà diễn tả nổi, đúng không? Thì cái mục đích của cái video này á, không phải là nói xong. Mẹ Vũ đã nói rồi, mẹ Vũ rất là thích cái nghề này, tại vì cái nghề này là cái nghề mà nó tự do nè, rồi nó cũng có tiền. Nếu như mà mình làm lâu ở trong nghề, mình có tay nghề, mình biết làm nhiều á, thì mình càng có cơ hội để mà kiếm nhiều tiền. Rồi cái thời gian á, thì nó cũng không có phải là nó bắt mình phải đi vô đây 8 tiếng hay 10 tiếng là mình phải làm 8 tiếng 10 tiếng, nó không phải là như vậy. Nếu mà mình đi làm cho Mỹ đó, thì khi mà mình đi vô trong hãng xưởng mình làm, Mai Vũ không có kể tới văn phòng nha, thì khi mà mình đi làm 8 tiếng là bắt buộc là mình phải ngồi đó mình làm 8 tiếng rồi, mình đâu có thời gian rảnh mà mình đi tới đi lui đó, đúng không? Chỉ có những cái thời gian như là họ cho mình nghỉ thì mình mới có thể ngừng được. Còn nếu mà mình đi làm công nhân ở Mỹ đó, thì mình vẫn thấy đó, nó bó buộc thời gian nhiều hơn là khi mà đi làm nail. Nếu mà đi làm nail có những cái ngày á nó đông á, thì những ngày đó là giống như kiểu là mình vô mánh, mình có nhiều tiền nên đâu có gì mà phải than phiền đâu, đúng không? Còn đa số là nhiều khi mình đi làm mình phải tới tiệm để mình làm 10 tiếng, nhưng mà thật ra cái thời gian mà mình làm thì không có tới 10 tiếng, thì tùy theo mỗi tiệm mỗi khác nhau thôi. Cũng có nhiều khi nó đông nhưng mà nó không có phải là làm 10 tiếng mỗi ngày, nên Mai Vũ rất là thích cái công việc này. Và vậy nhiều khi á nó đông có vài tiếng rồi sau đó mình lại có thời gian để mà mình nghỉ ngơi đó. Nó rất là thoải mái, như nhiều khi mình mệt quá thì mình cũng có thể ra xe để mà mình chợp mắt một chút xíu, hoặc là ở trong tiệm có phòng mình cũng đi vô, mình có thể nhắm mắt một chút xíu, nửa tiếng hay là một tiếng nếu như mà không có khách. Còn có khách đó thì khỏi phải nói rồi, mọi người sẽ cố gắng để mà làm, để mà kiếm tiền, tại vì càng nhiều khách thì mình lại càng có nhiều tiền. Rồi bên cạnh đó đó, nó có cái đồng tiền mà đồng tiền tip của khách hàng đó, hay còn gọi là tiền bo đó. Thì cái tiền đó đó Mai Vũ thấy là anh chị và cô chú nào mà làm nail thì cũng rất thích những cái đồng tiền đó, tại vì thường ở những cái đồng tiền đó nó cũng có thể đủ để cho mình trang trải, như là đi chợ mua đồ ăn, hoặc là mình mua những mình để dành, mình có thể mua được nhiều thứ khác nữa. Bởi vậy đa số những anh chị mà làm nail đó thì xài tiền giống như kiểu là không có, nhiều khi mình không có đánh đo lắm, đúng không, so với lại những người làm hãng. Vũ không phải nói là thì cũng tùy theo mỗi người mỗi khác nhau thôi, nhưng mà nói tóm lại đó là làm cái nghề phục vụ đó thì mình có một cái đồng tiền cò, nhiều khi mình xài nó thoải mái hơn, mình không có phải đụng với cái đồng tiền lương. Đó là lý do tại sao mà Vũ rất là thích cái nghề này. Rồi cái thời gian thì nó cũng không có bó buộc đó, nên mình có thể vừa giống như vừa làm vừa chơi mà vừa có tiền vậy đó. Chỉ có một cái là mình phải đi làm nhiều giờ hơn là làm hãng. Làm hãng thì mình phải chỉ có đi 8 tiếng rồi mình về, nhưng mà đôi khi quý vị làm overtime thì nó hơn 8 tiếng, nhưng mà làm nail thì bắt buộc là mình phải ở đây giống như 10 tiếng mỗi ngày. Đó là những anh chị làm full time. Ngoài ra nếu mà mình không có làm full time thì mình cũng có thể linh động cái thời gian của mình nói với chủ là mình nói là mình ok mình chỉ làm từ giờ này cho tới giờ này thôi, nên nó cũng rất là dễ, nó cũng rất là đơn giản. Đó đó là lý do tại sao Mai Vũ rất là thích cái nghề này. Thì hôm nay Vũ kể một cái câu chuyện không có phải là mang tới cái tiêu cực cho mọi người,
nhưng mà cái câu chuyện nó diễn ra nó có thật ở trong tiệm của mình 100% luôn. Thì mình cũng không có nói là cái này là lỗi của ai, nhưng mà mình kể lại cái câu chuyện cho mọi người có thể hình dung được là đôi khi ở trong cái nghề này vui thì có vui, nhưng mà nó cũng mang lại cho mình những cái nước mắt hoặc là phải nuốt những cái cục tức vô trong bụng là có thật. Thì hôm nay đó tiệm của mình cũng tương đối là đông khách, tại vì cuối tuần thì thường là đông, rất là nhiều người đang ngồi làm, nói chung ai cũng đang làm hết đó. Thì một số khách thì da trắng, một số khách thì da màu. Thì cái cô khách bữa hôm nay á, là cổ là người da màu, thì cũng có một người em thôi, một người tiệm của mình toàn là gia đình thôi, mà một người em thì làm cho cổ là làm chân. Thì lúc đầu đó mình nghe nói chuyện rôm rả lắm, không có chuyện gì xảy ra cả. Mình cứ nghĩ là chắc là không có chuyện gì xảy ra, tại vì cứ nói chuyện nói qua nói lại rồi kể chuyện này chuyện kia, thợ kể chuyện cho khách nghe thì khách cũng ok, mà tự nhiên đùng một cái mình thấy hai người cãi nhau. Chờ quý vị, nếu mà quý vị thấy mà tự nhiên đang đang làm mà cãi nhau thì dĩ nhiên là mình đâu có muốn cái chuyện đó nó xảy ra đâu, mình không hề muốn cái chuyện đó nó xảy ra. Tại sao lại đi tới cái cãi nhau? Cãi nhau á, là cái cô khách này á, có thể là cổ là thuộc cái loại là giống như kiểu là hơi khó chịu. Nếu mà là một người khác đó thì mình không có nên cãi với lại khách hàng, đúng không? Tại vì cãi với lại khách hàng á, cho dù mình thắng đi chăng nữa đó, mình cũng thì người ta sẽ ghét mình. Không có lợi gì khi mà mình cãi nhau với khách hàng cả. Mình biết cái chuyện đó nên thường á là mình làm cho khách nào đó mà người ta không có hài lòng, mà mình đã chiều mà tới cái mức mà mình không có thể nào mà chịu đựng được nữa rồi đó, thì mình sẽ nói là thôi mình không có làm đâu, mình hãy ngồi đó đi chờ người khác tới xử lý. Tại vì mình đôi khi mình cũng làm vậy hoài à, tại vì đâu có phải là lúc nào, nếu mà mình khi mà cái đầu óc của mình nó thoải mái á, thì mình có thể chiều được rất là nhiều người. Nhưng mà khi cái đầu óc của mình nó bị stress mà mình nghĩ tới nhiều thứ quá, xong rồi tự động cái có một cái gì đó mình không có thể nào mà chiều được người ta đó. Đôi khi mình hay bị những cái cảm giác như vậy, nên mình không có trách những người thợ. Nói chung là mình không có trách ai trong cái trường hợp này, mình chỉ kể lại thôi. Thì cái cô khách đó cố làm, cố thì làm chân thì đâu có cái gì đâu, chỉ thường mấy người khách da màu đậm đó họ thích là chà chân của họ kỹ, nhưng mà mình không có nói là thợ của mình chà không có kỹ. Cái mục đích của cố nói là tại sao cố bỏ ra năm mươi mấy đồng để cố làm chân mà cái chân của cố nó không có được smooth, nó không có được bóng. Thì người thợ nói là tôi đã cố gắng tôi chà cho bạn 6 lần rồi, 5 6 lần rồi. Nó không bóng, bây giờ mà bạn muốn tôi chà thêm nữa đó thì nó cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng mà cô khách đó thì cố lại tiếp tục cố cãi lên, cố nói là cố bỏ ra 5 60 đồng mà tại sao làm chân cho cổ không có được theo ý của cổ. Bây giờ cố lại muốn chà nữa. Nếu là mình đó thì ok, mình sẽ cố gắng để mình chà, nhưng mà mình không có chà liền mà mình phải bỏ cái callus lên, xong rồi để chờ khoảng vài phút rồi sau đó mình mới chà, để cho mình biết là cái chân nhiều khi nó cũng có những cái loại chân nó khác nhau, không có thể nào mà chà mà nó bóng được. Nhưng mà tại vì cái cô khách đó cô cứ muốn như vậy thì mình phải làm cho cô vừa lòng, chứ mình không có thể nào mà mình cãi tay đôi với khách hàng. Mình nói qua nói lại mình nói là ừ tôi đã làm rất là nhiều lần rồi, tôi đã cố gắng hết sức rồi, mình không thể nào cãi qua cả. Thì mình thấy là cái người đó thợ đó cũng có cãi qua cãi lại với khách hàng, mình nói thôi đừng có cãi gì hết nữa, không nói một câu nào hết. Bây giờ thứ nhất á, là để cái ca lết lên, sau đó cho nó giống như kiểu nó bở ra đó rồi mình mới chà tiếp. Nhưng mà cái người thợ lúc đó thì kiểu đang là nóng, mà hai người đều nóng, cứ cãi qua cãi lại. Mình nói là không nói một câu nào hết, bây giờ cứ để đó, người khác sẽ vô giải quyết. Nhưng mà cái người thợ thì lúc đó họ đang rất là bức xúc, họ đang rất là bức xúc. Cái cô đó, cô em của mình đó đang rất là bức xúc, không có thể nào kiềm chế được. Rồi cũng giống như là vừa nói vừa cãi, nhưng mà cũng kiểu như là gần muốn khóc á. Cái mình mới nói đâu có gì đâu mà khóc, mình làm cái nghề phục vụ mà, bây giờ không làm người này thì mình làm người khác. Nên cái cô đó, cô thợ đó, cô mới đùng đùng cô đứng dậy, cô nói là cô đi về, cô không làm nữa. Thì lúc đó mình thấy căng quá, mình mới nói là không, cứ đứng dậy đi, không có nói gì hết, không có nói ra nói vô gì hết, không có cần phải cãi lý. Mình ở đây mình không có nói ai đúng ai sai, mà là mình đang cố gắng để mà giải quyết vấn đề, để cho cái vấn đề đó dịu xuống. Thì lúc đó cái anh kia anh mới đứng lên, anh mới tới anh hỏi coi cổ làm sao, cổ muốn cái gì thì làm theo ý của cổ.
Thì bây giờ cố chị muốn trà chanh thì mình trà thêm một lần nữa, còn cái chuyện mà nó có hết hay không, mình đã cố gắng hết sức rồi mà nó không hết nữa thì khách hàng họ cũng có thể hiểu được. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là cố nói là cố yêu cầu làm thêm mà không có làm cho cổ, nên mới có những cái cãi qua cãi lại. Thì người thợ, mình không có nói là thợ sai, tại vì người thợ đã cố gắng trà 5-6 lần rồi mà cố không hài lòng, cố vẫn muốn trà thêm nữa. Thì thực sự lúc đó đó là cái người đó làm quá lâu rồi, làm hơn những cái người mà người ta bắt sau, mà người ta thấy sắp thấy điều sắp ra rồi, mà bây giờ mình đó làm trước mà cổ cứ đì mình thì bây giờ phải chịu thôi chứ, đúng không mọi người? Mình ở trong cái trường hợp đó mình cũng phải chịu, coi như bữa nay là ngày xui của mình, chứ cái chuyện đó đâu có ai muốn đâu. Mình đâu có thể nào mà mình so sánh cái người khách này với lại cái người khách khác, đúng không? Không thể nào mà so sánh được. Coi như ngày đó là ngày xui của mình đi. Nếu mình ở trong cái trường hợp đó thì một đó là mình làm theo ý cái người khách hàng đó cho người ta vừa lòng. Hai á, là mình nói ok chờ chút xíu, tôi đã cố gắng hết sức rồi, bây giờ tôi không biết làm sao để làm cho bạn nữa, bạn hãy ngồi đây chờ một chút xíu để người khác tới giải quyết vấn đề. Thì lúc đó cái chuyện nó khác, đúng không? Nhưng mà bởi vậy nên lúc mà nóng giận nhiều khi người ta cũng không có nghĩ ra làm sao để mà giải quyết, rồi lúc đó cái tôi lớn quá, mình chỉ có muốn làm sao để cho mình là người thắng thôi. Nhưng mà cũng may á, là lúc đó mình mới nói là thôi đi vô trong đi chứ đừng có làm gì hết, và bây giờ cũng đừng có phân bua, không có cần phân trần gì hết. Bây giờ cái mục đích đó là giải quyết vấn đề để làm sao cho cổ xong và cho cổ đi, cổ trả tiền cho nó xong đi, chứ bây giờ mình cãi qua cãi lại là mất công, cái danh của mình đã làm hơn một nửa rồi. Thì khách người ta giận, người ta bỏ đi, coi như là lúc đó là mình đâu có lấy được đồng tiền nào của khách đâu. Đó. Thì cái câu chuyện nhiều khi á, rồi sau đó thì người khác mới tới và bỏ cái callus lên cho cổ, rồi sau đó để cho cổ ngồi chờ 5-10 phút nữa, khi mà cái người khác á, họ rảnh thì họ qua họ làm tiếp. Thì khi mà người khác làm theo ý của cổ, giờ cổ muốn chà thì mình chà thêm nữa. Mình chà thêm nữa thì cổ không nói gì, coi như là mọi chuyện nó qua, êm xuôi qua, coi như là mọi chuyện nó qua đi. Chứ bây giờ mà mình cứ cãi lại với khách, cãi lại với khách á, thì cũng không được, đúng không? Bởi vậy đó cũng là một cái để cho mà rút kinh nghiệm. Chứ mình biết nhiều khi lúc đó nếu mà cái cô khách đó cổ đã nóng rồi mà cô cũng nói mà thở thì cũng không nghe, rồi cãi làm sao cho mình đúng thì thôi. Thì bởi vậy nên nó mới có những cái chuyện như vậy. Xong cái sau đó người thợ cảm thấy bực mình quá, cảm thấy bây giờ đó tại sao mình lại như vậy, không có nghĩ là mình sai, cứ nghĩ là tại sao lại như vậy, tại sao lại như này, tại sao lại như kia, bây giờ không muốn làm nữa, tôi muốn đi về. Cái mình mới nói là ủa, bây giờ cái cô khách đó đó, cho dù sao đi nữa thì nếu mà giận đó, thì giận cô đó, còn khách vẫn còn, tại sao không làm cho người khác mà lại đi về. Ví dụ bây giờ mình giận người đó thì mình không làm người đó thôi, chứ mấy người kia mắc chi mà mình không làm cho người ta mà mình bỏ mình đi về. Thì nói một hồi thì chắc là cũng nguôi ngoai, rồi sau đó đi ra làm cho khách hàng khác, mà cũng hên là ở lại làm đó, chứ đi về chắc nhiều khi bữa sau cái người ta kể là ủ mới không có làm cho cái cô đó làm xong cái bill, mọi người biết sao không? Ra 100 đô cho 20 đô mà mình cũng hên mình vớt được. Tự nhiên cái cô chị nói là mới đầu đó là cái cô đó đó nha, cái cô sau này nè, cô nói là cô chỉ có tới đây, cô không có chắc là cô muốn làm cái gì luôn đó. Bạn cô nói thôi bây giờ hãy làm chân đi, người bạn trả tiền cho, xong mới cổ thì làm chân 60 đô, xong cái bạn cổ trả tiền cho cổ rồi, xong cái người bạn làm tay đẹp quá, mình làm tay cho cái cô bạn nó 100 đô. Cái thấy đẹp quá, cái cô nói là ok, bây giờ thì cô làm tay, nhưng mà làm tay thì cô sẽ trả tiền. Sau đó cô cũng làm một bộ nail 100 đô luôn mọi người, làm bộ nail 100 đô và bo cho 20 đô. Xong cái người bạn nó gắn lông mi á, gắn lông mi, xong cái cô thấy ô sao lông mi đẹp quá, bây giờ có thể gắn cho tôi nữa được không, vì cô thấy bạn cô gắn đẹp quá. Cái mình nói ok gắn liền mọi người, cái mình gắn cho lông mi, xong gắn xong á lông mi có mấy chục đô à, mà cũng bo cho 20 đô luôn đó. Vì thấy không, đôi khi làm nail cũng có những cái câu chuyện ấy, là vừa khóc và vừa cười á, là vậy đó. Thì lúc đầu á là khóc, lúc sau á là có phải là người ta cho mình 20 đô sướng quá à, phải cười đúng không? Còn nếu mà bỏ về lúc đó là coi như là lỗ rồi, chỉ một vài phút nóng giận thôi mà bỏ cuộc coi như là đâu có được vài chục đô đâu.
là 20 đô là cô khách đó thôi, biết đâu bây giờ từ giờ tới chiều mình ở lại mình còn làm được thêm vài người khách nữa, mình không có khách hàng mà sộp như vậy đó thì cũng có nhưng mà nó không nhiều quý vị, nhưng mà đa số trung bình đó người ta cho thì họ sẽ cho mình đó là 5 đô, 5 đô là trung bình, sang sang xíu là cho 10 đô một cái dịch vụ như họ làm cho vài họ làm tay hoặc là làm chân đó, thường đó họ cho 5 đô. Còn có những khách hàng sang á, là cho 10 đô. Còn có những khách sang nữa đó là cho 20 đô. Còn có những người đó là lâu lâu mới có những người sang thôi nha mọi người. Nhưng mà dạo này nhá, mình không biết tại sao dạo này á mà khách sang rất là nhiều nha. Hồi trước đó vài năm về trước đó mình thấy cho 10 đô đó là mình đã cảm thấy người đó là sang rồi. Nhưng mà dạo này 10 đô là bình thường nha mọi người. Khách bây giờ họ cho 20 đô, 30 đô, có nhiều người họ cho phần trăm đó, họ cho 50% luôn đó. Cũng có nhưng mà đếm trên đầu ngón tay thôi chứ không phải là nhiều. Nhưng mà dạo này khách cho 20 đô rất là nhiều nha. Những cái cô khách sang ra cho tiền nhiều quá, rất là nhiều. Mấy đứa ở đây nó chọc, nó hay nói là cá mập là vậy đó. Cá mập là hãy cho họ hay cho nhiều tiền đó là cá mập. Với lại nhiều khi họ làm cái bill lớn đó, cái bill là giống như mình làm một cái dịch vụ mà làm xài nhiều cho cái dịch vụ đó. Bình thường á, dịch vụ nhỏ là coi như là có 30 thôi mà nhiều người họ tới họ làm 5, 6, 70 hoặc là 100 đô thì đó là mấy đứa nó kêu là cá mập. Còn bill nhỏ là cá lòng tong. Dạo này cá mập ra đường là hơi nhiều. Hơi nhiều nên tụi nó canh me cá mập mọi người. Thì cũng có một số khách hàng đó là họ hay tới tiệm đó là họ muốn người này làm, họ muốn người kia làm, nhưng mà cũng có một số khách họ cũng không có quan trọng, ai làm cũng được, miễn sao tới ngồi chờ ai rảnh thì làm, nên nhiều khi cũng hên xui tới ai thì người đó được đó. Bởi vậy nên làm nail nó có rất là nhiều những cái câu chuyện khác nhau mà nó đem tới cho mình, nhiều khi á, đôi khi mình cũng phải nuốt lại những cái cục tức để mà mình tiếp tục làm tiếp, chứ bây giờ mình cứ nghĩ tới cái cục tức đó hoài là mình sẽ bỏ cuộc, coi như là ngày đó là thất thu. Có thêm một cái người khách nữa cũng ngộ nha mọi người, vài tuần trước á cô, hoặc là 1 2 tuần trước gì đó cô đã gọi vô, thì cố gọi vô là mình nghe cái giọng mà nhựa nhựa đó là mình thấy, mình cảm thấy là cái người này là kiểu cái đầu óc của họ có vấn đề rồi, không phải mình nghĩ là người này không biết sao luôn đó, không biết dùng cái từ gì để diễn tả, giống như là người ta buồn hay là người ta nói chung là không có giống như người bình thường. Cái cô gọi vô cô mới nói là ở đây có làm móng không, mình nói có. Cô nói là cô muốn làm móng, bây giờ cô chỉ muốn đi một người thôi chứ cô không có muốn người này làm xong rồi người kia làm. Cái cô mới nói là bạn tên gì, bạn có thể làm móng cho tôi được không, mình nói ok mình tên vậy vậy đó, rồi tới đi mình làm cho. Xong gọi xong không tới nha mọi người, gọi xong không có tới, mình chờ hoài không thấy tới. Cái vài bữa bữa hôm qua bữa hôm kia gì đó cái cổ mới đi vô trong tiệm, cái cổ mới hỏi mà cái anh đang ngồi làm móng cho một khách hàng á, cố vô cố hỏi khách á, ê ở đây làm được không à, này kia kia nọ, thì khách hàng mà khách hàng nhiều khi họ cũng dễ thương, và cái cô khách đó cũng tới đây thường xuyên rồi nên cô nói ừ tới đây đi, ở đây người ta làm tốt lắm cứ tới đi họ làm cho. Xong rồi thì cái cô đó cô đang cái anh kia đang làm cho cổ nên cái người khách đó mới nói là anh tên gì anh có thể làm cho tôi được không, và lấy hẹn thì lần sau mới quay lại, là hôm qua quay lại thì cái anh đó anh mới làm cho cô khách đó. Nói vậy thôi chắc cổ cũng khoảng 50 60 tuổi rồi mà hình như là nghe nói đó là cô có giống như kiểu như là cô có bị bệnh gì đó và sau đó cô bất tỉnh và bây giờ cô mới cũng một thời gian cô mới tỉnh lại đó, nên mình cảm thấy như là đầu óc của cô cũng không hơi 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 làm sao đó đó, mình không biết là sao diễn tả luôn. Nói chung là cô không có như là một người bình thường. Cái cô đi vô trong tiệm mà cô quan tâm tới nhiều thứ hay là cô không biết nhiều thứ, cái cô thuộc cái dạng người mà lâu lâu ngày mà cô không có nói chuyện với ai á, nên cô đi ra ngoài cô rất là muốn nói chuyện với người ta, rất là nhiều những cái câu hỏi mà cô muốn hỏi người này xong cô muốn hỏi người kia, mà thấy cô cái cô đó cũng hay cũng dễ nói chuyện, nhưng mà đôi khi nhiều khi mình nói một hai câu thì nó là bình thường, còn mình nói mà mình nói dài nói dai mà nói quá đó nhiều khi người ta cũng nghĩ mình something wrong, nghĩ là người này có vấn đề, nhưng mà họ bây giờ họ không biết làm sao để giống như là họ bị tra tấn vậy đó. Xong cái cổ mới nói là cổ thì chắc là cổ muốn xăm người nên cổ giống như ở đâu tới đây á, lúc trước ở đâu á, bây giờ mới chuyển tới chỗ này sống nên cô không có biết chỗ nào để mà xăm người hết.
cái cổ mới đi hỏi cái cô khách trẻ cái kìa, rất là trẻ nha, cái cổ hỏi chứ ê thấy hình xăm của bạn đẹp quá, bạn xăm ở đâu vậy, có thể cho tôi biết được không? Hỏi nhiều lắm. Xong cái cô khách đó thì cổ không biết là chắc là cổ cũng nói thiệt, cô nói ờ tôi xăm cái người đó nhưng mà người đó hiện tại bây giờ đi tù rồi. Cái cô mới nói ồ vậy hả, bây giờ bạn có biết cái chỗ nào mà xăm người đẹp hay không, chỉ cho tôi với. Này cái kia nọ, cái cô khách đó cổ nói không tôi không biết. Nói chung mà cô nói là cô không biết. Bây giờ nếu mà bạn muốn đó, thì bạn đi lên trên Google đó, lên điện thoại Google đó, mình đọc những cái review của mấy cái tiệm xăm đó, có coi tiệm nào được có thể bạn làm. Xong rồi nói qua nói lại mà cứ đứng nói hoài cho mọi người, cứ nói hoài. Mình cũng cảm thấy là cái bà khách đó bả làm phiền cái cô trẻ thiệt. Cái cô khách hàng kia thì cô trẻ hơn hai mấy tuổi à. Thì mình chắc nghĩ là không có chuyện gì, nhưng mà mình nghe thấy mình nói ồ cái bà này bà kỳ quá ha, bà hỏi mà bà với người ta hỏi mà bà cứ muốn đứng nói chuyện với người ta hoài vậy đó, mà cái tay của bà đang làm chưa có sơn nữa mà bà cứ đứng đó bà nói. Xong cái anh kia anh mới nói bây giờ anh đang chuẩn bị để sơn cho bà rồi, bà xong chưa, thì anh hối vậy để cho bà lại chứ không bà cứ đứng bà nói hoài. Mình muốn làm một cái gì đó mình muốn làm cho nó xong, sau đó mình mới làm một khách hàng khác mà người khách họ cứ viện lại họ nói hoài như vậy á, thì mình đâu có làm được khách khác. Nên thì bà cũng lại bà làm xong rồi, xong cái mình mới đi nhổ lông mày cho cái cô khách trẻ mà hồi nãy bà hỏi á. Xong rồi cái lúc đó nha mọi người, xong cái bả làm tay của bả xong rồi cái bả lại gặp một người khách khác nữa cũng có hình xăm, xong cái bả cũng ra bả hỏi bả viện cái cô đó lại, bả hỏi tới tấp luôn, nó cứ nói về cái chuyện là ồ xăm chỗ nào ở đâu. Thì cô khách thứ hai này cô cũng chỉ cho bả là xăm ở chỗ nào, rồi nói chuyện mà nói hoài luôn. Cái mình mới nhổ lông mày cho cái cô khách kia, thì tại vì cái tiệm nó nhỏ mà mọi người đang đứng nói như vậy ai cũng nghe hết, cái mình mới nói là mình chỉ nói xã giao với cái cô khách mình nhổ lông mày thôi, mình nói là cái cô bà đó cô thích nó hình như là cô cần phải nói chuyện với người ta ha, có vẻ như cô thích nói chuyện. Đó như là cô thích nói chuyện đó, cô cần người để nói chuyện đó. Cái bà khách kia bảo oh my god giống như là cô cảm thấy như là cô cảm thấy như là cô bị tra tấn. Cô nói xong rồi cô trợn mắt lên cô nói oh my god, giống như là cô nói là bà đó something wrong, giống như bà có vấn đề ấy, bà hỏi mà bà hỏi nhiều quá mà bà làm cho người ta có cảm giác như là bà bị tra tấn. Có rất là nhiều những cái câu chuyện mà liên quan tới nghề nail mà Mai Vũ muốn kể cho quý vị. Quý vị nghĩ sao, cái cô khách đó có phải là cô là người không có bình thường không quý vị? Nhưng tự nhiên mà đứng hỏi mà hỏi nhiều quá mà hỏi mà nhiều khi những cái người mà ở xung quanh họ nghe thấy mà họ còn cảm thấy bực nữa, chứ đừng nói cái người mà mình nói chuyện mà mình bị nói chuyện như vậy đúng không? Thì thấy cũng tội nhưng mà không biết phải sao. Thì đó là những cái câu chuyện, rất là nhiều những cái câu chuyện nữa nó liên quan tới nghề nail mà Mai Vũ muốn share lại, kể lại với mọi người. Nhưng mà chắc là video bữa hôm nay tới đây thôi. Vũ cảm ơn rất là nhiều quý cô chú và anh chị đã xem video tới giờ này. Quý vị đừng có tiếc một cái like, và nếu mà ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm một cái đăng ký cho Mai Vũ nha. Bye bye, see you next time, bye bye.